Quảng Nam gia đình trình báo ông Trương Văn Mai, 53 tuổi chết do ngã xong cảnh sát vẫn phát hiện sự thật bị che giấu. Trương Tấn Thọ, 26 tuổi, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ đang bị tạm giữ với cáo buộc gây ra cái chết của bố. Công an Quảng Nam cho biết chiều 26 tháng 2, tối 25 tháng 2, nhà chức trách nhận được trình báo về cái chết của ông Trương Văn Mai, 53 tuổi, phường Hòa Hương. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận ông có vết thương vùng trán, mắt biến dạng, vùng mặt chập nát, đỉnh thái dương bên phải bị sưng. Vợ ông Mai khai báo chồng bị té ngã, trọng thương rồi tử vong. Khi nhận các vết thương trên người nạn nhân, cảnh sát nghi vấn ông Mai tử vong do bị đánh. Làm việc với cảnh sát, Trương Tấn Thọ thừa nhận đã gây ra cái chết của bố. Anh ta khi đi nhậu về nhà đã to tiếng, gây trọng tội với đấng sinh thành. Let's look at why.